mà quý vị và các bạn theo dõi chương mục pháp luật cho đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Đầu tiên là một giới thiệu văn bản pháp luật. Chúng tôi giới thiệu quyết định số 30 trên 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tách hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong phần trả lời thư có phát biểu trả lời của đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 30 trên 2021, quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, đối với đất được tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013. Phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng nếu có, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thửa đất chưa có quyết định thu hồi hoặc thông báo thu hồi đất. Đối với trường hợp các thửa đất hợp thành một thửa phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Phải đảm bảo một số điều kiện như diệt tách thửa, thửa đất sinh hợp phải thuộc quyền sử dụng của một người hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất, liên kề và có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Về diện tích tách thửa quy định này cũng quy định khá chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách cho từng loại đất. Đối với đất ở đô thị, tùy vào các mặt tiếp giáp, thửa đất phải có diện tích tối thiểu từ 36 m2 trở lên. Đối với đất ở tại nông thôn, diện tích tách thửa không nhỏ hơn 60 m2. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, phải có diện tích tối thiểu từ 36 m2 trở lên. Đối với đất nông nghiệp đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác thì diện tích tách thửa không nhỏ hơn 500 m vuông, bề rộng bằng hoặc lớn hơn 6 m. Đất lâm nghiệp, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối diện tích không nhỏ hơn 1000 m vuông, bề rộng bằng hoặc lớn hơn 7 m. Trường hợp tách thửa thuộc quy hoạch khu dân cư hoặc tách thửa để chuyển mục đích sang đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quyền đã được phê duyệt phải có diện tích tối thiểu từ 36 m vuông trở lên ngoài việc tách hợp thửa đất phải đảm bảo các điều kiện nêu trên quy định này còn áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như thửa đất tiếp giáp với nhiều đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ khác nhau thửa đất nông nghiệp mà theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng và các quy hoạch khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có một phần diện tích được quy hoạch là đất ở và một phần diện tích được quy hoạch là đất sử dụng vào mục đích công trình công cộng Mở đầu tiết mục hôm nay chúng tôi trả lời thư của bạn Võ Trần Thùy Trang ở xã Châu Hưng, huyện Vĩnh lại. Tôi là giáo viên tiểu học đã đóng bảo hiểm xã hội 6 năm, trong đó 2 năm đầu ở trường dân lập, 4 năm ở trường công lập. Xin hỏi, 2 năm dạy ở trường dân lập, tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có là bao nhiêu? Bạn Trang thân mến, Nghị định số 77 trên 2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau. Thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với nhà giáo đang giảng dạy giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội công an cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành nghề khác nếu có thời gian đi nghỉ vụ quân sự theo luật định và trước khi đi nghỉ vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên ngày. Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Nghị định 77-2021 quy định, nhà giáo tham gia giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm, 60 tháng, được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5%, mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng, được tính thêm 1%. Như vậy, thời gian bạn giảng dạy tại trường dân lập vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn thời điểm hiện tại là 6% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên dược khung nếu có. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của bạn Hồ Mỹ Xuân ở phường Hậu Phòng Thị xã Giá Rai. Thư bạn hỏi. Vợ chồng tôi quê ở huyện Phước Long và có một đứa con chung 18 tháng tuổi. Chúng tôi đang thuê nhà ở và làm ăn tại phường Hậu Phòng thị xã Giá Rai. Thời gian qua, chúng tôi sống với nhau không hạnh phúc. Tôi thường hay bị bạo hành mỗi khi anh ấy uống rượu. Tôi muốn đơn phương ly hôn và nộp đơn ở đâu để được giải quyết. Yêu cầu của bạn Xuân, chúng tôi xin trả lời như sau. Cũng như ly hôn thuận tình, tòa án nhân dân cấp huyện cũng có thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn phương ly hôn, vì đây là yêu cầu của một bên nên pháp luật đã quy định cụ thể tòa án có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể, theo điểm A khoảng 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, tòa án nơi bị đơn, người bị yêu cầu ly hôn đơn phương cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương. Như vậy nếu bạn muốn ly hôn đơn phương thì có thể nộp đơn ly hôn tại nơi cư trú hoặc làm việc của chồng bạn. Ngoài ra theo luật cư trú năm 2020 quy định, nơi cư trú gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó bạn có thể nộp đơn ly hôn tại nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của chồng bạn. Do trong thư bạn trình bày không nêu rõ nơi thường trú của chồng bạn ở đâu nên chúng tôi chưa có cơ sở trả lời cụ thể. Ở đây chúng tôi xin nêu ra hai trường hợp để bạn đối chiếu với trường hợp của mình. Nếu chồng bạn thuê nhà trọ ở hộ phòng thị xã Giá Rai và có đăng ký tạm trú tại đây, thì bạn có thể nộp đơn tại Tòa án Nhân dân thị xã Giá Rai. Nếu chồng bạn thuê nhà trọ ở hộ phòng thị xã Giá Rai nhưng không tạm trú tại hộ phòng thị xã Giá Rai và có hộ khẩu thường trú tại huyện Phước Long, thì bạn phải về tòa án nhân dân huyện Phước Long để nộp đơn ly hôn đơn phương. Anh Trần Hoàng Long ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải hỏi: Xe mới mua chưa có biển số, đang trong thời gian chờ cấp giấy đăng ký xe và biển số xe mà tham gia giao thông trên đường thì có bị xử phạt hay không? Xin chào anh Long, theo thông tư số 58 trên 2020 của Bộ Công an quy định, chủ xe phải có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe cũng như thông tư này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, thì tổ chức cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký biển số. mà khác, phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thông quyền cấp. Do đó, trong thời gian chưa có biển số, phương tiện không được lưu thông trên đường trừ các trường hợp xe đăng ký tạm thời. Tại điều 12 của thông tư số 58 trên 2020 cũng đã liệt kê cụ thể 4 trường hợp xe đăng ký tạm thời như sau xe chưa được đăng ký cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông, xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội trợ, triển lãm, thể dục thể thao. Xe phục vụ hội nghị do đảng nhà nước, chính phủ tổ chức. Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc là chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển bán cho tặng. Theo quy định này, người dân mới mua xe máy và đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe biển số chính thức, chỉ cần xin cấp đăng ký tạm thời sẽ được tham gia giao thông. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày và xe đăng ký tạm thời chỉ được tham gia giao thông theo thời hạn tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Liên quan đến việc tạm quản nghĩa vụ quân sự, anh Vũ Thanh Hoàng ở xã Hưng Thành, quyền chính lợi hỏi. Con tôi năm nay 19 tuổi và đang theo học tại trường trung cấp nghề. Xin hỏi, con tôi có được tạm quản thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Anh Hoàng thân mến, khoảng 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định việc tạm quản gọi nhập ngũ được thực hiện với những công dân trong những trường hợp sau đây. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ, theo kết luận của Hội đồng Khám Sức Khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm gây ra được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận một con của bệnh binh người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% có anh chị hoặc em ruột hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân người thuộc diện di dân giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Do con anh đang học trung cấp nghề nên không thuộc đối tượng tạm quản thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Đặng Quốc ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, thưa ông hỏi. Tôi nghe nói, theo quy định của luật cư trú mới thì có một số địa điểm không được đăng ký hộ khẩu. Xin hỏi, đó là những trường hợp nào? Ông Quốc thân mến, hộ khẩu là cách người dân gọi địa điểm đăng ký thường trú theo quy định tại luật cư trú. Theo Hiến pháp năm 1993, công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Điều 23 luật cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, quy định về địa điểm không được đăng ký thường trú mới như sau. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc là lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng an ninh, giao thông thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc là chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc là toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc là không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy theo quy định của pháp luật, những địa điểm trên không được đăng ký thường trú hay còn gọi là đăng ký hộ khẩu mới. anh Phan Thành Nhân ở thị trấn Cành Hào, huyện Đông Hải, gửi thư về chương trình phản ánh. Tôi là gia đình có công với cách mạng đi lao động ở nước ngoài, nhưng không được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí, không hoàn lại dành cho thân nhân người có công với cách mạng. Anh Nhân thân mến, phản ánh của anh, chúng tôi có liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bạc Liêu và được ông Nguyễn Giang Tươi, giám đốc trung tâm trả lời như sau. Căn cứ khoảng 1 điều 4 Nghị định số 31 trên 2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi. Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Đối chiếu với quy định trên, trường hợp anh Phan Thành Nhân là con rể ông Nguyễn Hồng Nhật được xác định không phải là thân nhân người có công như cách mạng, nên không được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí không hoàn lại dành cho đối tượng thân nhân người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, theo nghị quyết số 17 thì ông Nguyễn Thành Nhân thuộc đối tượng khác quy định mức hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu 965 000 đồng. Nghị quyết số 17 cũng quy định mỗi năm hỗ trợ tối đa không quá 20% chỉ tiêu kế hoạch năm. Như vậy, trong năm 2019, Bạc Liêu chỉ hỗ trợ được 60 trường hợp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bạc Liêu đã tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ của 60 lao động xuất cảnh trước theo nguyên tắc xuất cảnh trước, nộp hồ sơ hỗ trợ trước đến khi đủ chỉ tiêu 60%. Trong khi đó, anh Phan Thành Nhân lại xuất cảnh vào cuối năm, vì vậy anh Phan Thành Nhân không được hỗ trợ theo quy định. Trên đây là công dân trả lời của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bạc Liêu. Chúng tôi chuyển đến để anh Phan Thành Nhân được rõ. Anh Trần Duy Khánh ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, thư anh hỏi. Tôi dự ký hợp đồng thử việc có thời hạn 2 tháng. Xin hỏi trong thời gian thử việc, tôi có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Anh Khánh thân mến, yêu cầu của anh được bà Quỳnh Thị Liên, trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh bạc liêu trả lời như sau: Quy định tại điều 24 bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thì người chủ sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận và ký cái hợp đồng thử việc à, trong nội và trong nội dung của cái hội hợp đồng thử việc thì nó sẽ yêu cầu gồm các cái nội dung à, quy định tại các cái khoản các cái điểm tại khoản 1 à điều 21 của bộ luật lao động thì, à, bao gồm như như là tên chủ sử dụng lao động rồi à, người tên của người lao động địa điểm làm việc rồi thời gian làm việc vân à, vân. À, tuy nhiên thì trong cái à, các cái điểm của à, hợp đồng thử việc thì nó không có yêu cầu là phải có cái nội dung là tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vì vậy thì theo trường hợp của anh, ký hợp đồng tử việc thì thời gian này không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của bà Quỳnh Thị Liên vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.